Dạ vâng, đến hẹn Đài Lên thì ô tô cũ giá rẻ Hải Phòng tiếp tục ngày hôm nay em lại đi báo giá cho quý vị khách hàng cũng như là bà con cô bác xem những cái dòng xe đang có mặt ở cửa hàng bên em nhé. Đặc biệt thì ngày hôm nay em có về một con Mercedes C200 2015 đấy. Và một số những dòng xe khác như là Moling hoặc là Vios hoặc là i10 hoặc là K3. Đấy, mọi người đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại 0906034285 hoặc 0397265286 mọi người nhé. Địa chỉ em nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 gần ngã tư Quán Toan. Mọi người có thể đi xe nhà hoặc đi xe khách thì khá là thuận tiện. Trước khi vào báo giá thì cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị khách hàng đã luôn luôn ủng hộ theo dõi kênh của bán của em trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì em sẽ đi báo giá lần lượt. Hôm nay thời tiết thì mưa phùn mọi người nhé, và trời cũng khá là lạnh. Đấy, vừa mưa phùn, mưa xuân đấy ạ. Thế là mọi người đang có nhu cầu thì hãy tranh thủ mua cho mình một chiếc xe để tránh mưa tránh nắng mọi người nhé. Vâng, như trước đầu tiên là một chiếc xe Mercedes C200, con này mới về từ hàng em này, đấy, 2015 mọi người nhé, biển Hải Phòng. Đấy, một chiếc xe hạng sang với giá tiền lanh quanh tầm khoảng hơn 600 thôi. Đấy, một chiếc xe Mercedes như thế này. Để em quay sơ qua bên trong nội thất cho chúng ta xem đây mọi người ạ. Đây mọi người nhìn bên trong này. Đấy, một chiếc xe hạng sang Mercedes 200 2015 mọi người nhá. Số tự động. Con này thì anh em đang để đi thôi. Chắc 1-2 hôm nữa thì em sẽ lên sóng cho mọi người nhá. 1-2 hôm nữa em sẽ lên sóng. Hai vòng điều hòa. Đấy. Túi khí vòng quanh xe. Đấy. Rất đẹp mọi người nhá. Mercedes 200. Đấy. 215 tự động. Giá lanh quanh tầm 600 thôi mọi người nhá. Vios này 2019 mọi người nhá, bản G. Form này là form mới, được trang bị 7 từ khí an toàn, máy eco, điều hòa auto. Nguyên bản của dòng xe Vios G. Đây mọi người xem này, nó sẽ khác bản CVT. Đó là hệ thống đèn bi. Đấy. Và điều hòa nó là điều hòa auto mọi người nhá. Bản CVT thì điều hòa cơ thôi. Đấy, nhưng mà với bản G thì đó được điều hòa auto mọi người ạ. Giá bán của chiếc xe Vios này là 428 triệu đồng mọi người nhé. 428 triệu Vios G 2019 form mới đây. Tiếp tục đây là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao CRV được sản xuất năm 2007 này, động cơ 2.0 mọi người nhé, rút hồ sơ rồi và giá lên quanh tổng khoảng 260 thôi. Bên đây thì rất là nhiều dòng xe 7 chỗ như là dây này, rồi là Innova hoặc là Fortuner hoặc là Karen, là 5 chỗ gầm cao thì có cả Tucson mọi người nhé. Như chiếc 7 chỗ này là chiếc xe Toyota dây 2005 đến 2006 thì là Innova rồi. Đây là đời chót của dòng dây mọi người nhé. Và giá bán của con này là 148 triệu đồng thôi, rút hồ sơ rồi, đây 148. Vâng, Fortuner 2013 tự động 2.7 2 cầu máy xăng. Con này cũng rút hồ sơ rồi. Đa số là những chiếc xe em bán rồi là đã rút hồ sơ mọi người nhé. Tại vì sao ạ? Chủ xe người ta yêu cầu lấy biển. Đây là con này rút hồ sơ rồi. Và giá em đang bán là 405 triệu mọi người nhé, Fortuner. Dạ vâng, Innova bản G206 đây là một mẫu xe gia đình này, không dịch vụ này, rút hồ sơ rồi. Đấy, tại vì đã biển đẹp, chủ xe người ta lấy biển rồi mọi người. Đây biển của nó trước đây này. Đấy. 15A26772. Cũng không đẹp lắm nhưng mà người ta sợ bốc vào 4953 nên người ta yêu cầu lấy biển rồi. Đấy. Xe thì Innova được trang bị 3 vòng điều hòa độc lập. Rồi như là con này thì nó có bản một túi khí thôi mọi người. Đến 2009 thì nó sẽ lên 2 túi khí ạ. Giá bán của con này là 189 triệu mọi người nha. 289 này. Innova 2006. Còn con này là form mới đấy mọi người. Innova form mới 2016 mọi người nha. Con này thì cũng rút hồ sơ rồi. Biển của nó là biển trong Đồng Nai. Đấy, rút hồ sơ rồi mọi người nha. Form mới. Giá bán của con này thì là 440 triệu thôi. Kính điện nguyên bản này. Đấy, màn hình trần 3D rất đẹp mọi người nhé, 440 rút hồ sơ rồi, nhưng mọi người chỉ việc quạt tên thôi, rất là nhanh và đơn giản. Lại giảm lốp cũng còn ok nữa mọi người này.
Đấy, một chiếc xe Nova 2016 phong mới đây. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Innova, một chiếc xe Daewoo Yancha mọi người nhé. Daewoo Yancha X, sản xuất năm 2009, động cơ 1.2 động và giá con này đang bán là 170 triệu thôi. Innova bản G 2010. Đấy, con này thì nó cũng có từng dịch vụ rồi mọi người nhé. Biển 30E518-1. Giá bán của con này là 215 triệu. Tiếp tục là một chiếc xe Innova nữa. Con này là bản G 2009 này. Xe thì có từng dịch vụ rồi mọi người nhé. Được trang bị hệ thống đèn bi, ghế nỉ nguyên bản. Giá em đang bán cắt lỗ xuống còn có 201 thôi. Innova form mới 2016 bản E, con này thì nó có dịch vụ rồi mọi người nhé, đã từng dịch vụ rồi. Đấy, và giá con này thì cũng rất là rẻ mọi người. Đấy, 401 thôi mọi người nhé. Một con dịch vụ và một con gia đình thì nó sẽ chênh lệch nhau khá là nhiều, tầm 30 đến 40 mọi người. Đấy. Đây, đây 401 thôi. Xe thì đã từng dịch vụ rồi. Và bên cạnh đây là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao này, Hyundai Tucson, được sản xuất năm 2010, tự động 2.0 bản full cửa lock, cũng như điều hòa auto, ghế điện, đề lỗ mọi người nhá, biển Hải Phòng. Giá lên quanh tầm 350 thôi. Đấy. Dạ vâng, Hyundai Getz, dòng là đi cực kỳ bền và lành, 2008, máy 1.1, biển 30A. Giá bán là 119 triệu mọi người nhá. Xe được lên nó đăng lúc, màn hình cam lùi, cam hành trình. Innova, đấy, một chiếc xe Innova sản xuất năm 2015 bản Z mọi người nhé, động cơ 2.0, con này có dịch vụ rồi, 208 rồi. Một chiếc xe Innova xe gia đình mọi người, 2013 đấy. Innova thì em đang có rất là nhiều, mà đa số là những dòng xe dịch vụ gia đình có nhưng mà ít thôi. Đấy, thì đây là một chiếc xe gia đình này. Nếu mọi người thích dòng xe gia đình thì thêm tham khảo với dòng xe Innova 2013 bản E này mọi người nhé. Dàn lốp mới, rồi ghế cũng là ghế mới luôn. Đây, ghế cũng là ghế mới này. Đấy, vô lăng 4 chấu này, hai túi khí này, màn hình này. Đăng kiểm đến tháng 12 mọi người nhé, trần nỉ bọc ni lông. Và táp lô táp ly của Innova thì nó sẽ là táp lô màu này mọi người nhé. Đấy, táp lô màu này. Đấy. Đấy thì con này em đang bán với cái giá cũng khá là hợp lý mọi người, 296 triệu đồng thôi. Đấy, một chiếc xe Nova 2013 gia đình không dịch vụ. Vena, một chiếc xe Vena số sàn mọi người. Đấy, số sàn, được sản xuất năm 2008, con này có dịch vụ và 101 thôi. Đấy, với cửa tiền hơn 100 thì chúng ta có thể lựa chọn bản sedan hoặc bản hatchback. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Cerato, được sản xuất năm 2009, con này bản full cửa lock mọi người, để lộ điều hòa auto các kiểu đầy đủ. Giá là 259 triệu. Ngày hôm kia em có bán một con bản thiếu 209 rồi. Và con này bản full này. Yancha nhập mọi người nhá. Một chiếc xe Daewoo Yancha nhập 2011, máy 2, có cả túi khí, hệ thống gương cục xe. Bản Việt là 1.5, nhập là 1.2. Giá của một con nhập thì nó cũng sẽ cao hơn một con Việt một chút thôi. Nó cũng không đáng kể mọi người ạ. 130 triệu cho con này. Dạ vâng, Hyundai Avante sản xuất năm 2013. Xe dịch vụ nhưng mà màu trắng xịn nguyên bản mọi người nhá. Rút hồ sơ rồi, 220. Kia Morning 2017 mọi người nhé, tên tư nhân, màu trắng xịn, biển Hải Phòng. Đây là một chiếc xe Morning bản Pay, bản thiếu. Và giá bán của con này thì cũng chỉ lanh quanh tầm 189 triệu thôi. Daewoo Lachetti bản SE. Bản SE là số sàn, bản CDX thì nó sẽ là số tự động mọi người nhé. Con này là bản SE số sàn, biển 36 Thanh Hóa, giá lanh quanh tầm 165. Tiếp tục đây là một chiếc xe hạng sang này. Đấy, hạng sang thì nó có Audi rồi nó có Mercedes. Đấy, thì đây là một chiếc xe Audi mọi người nhá. Audi sản xuất năm 2009, động cơ 2.0, biển Quảng Ninh mọi người. Giá em đang bán là 265 thôi. Ford Mondeo sản xuất năm 2005, tự động, động cơ 2.5 mọi người nhá. Con này bản V6, cửa lock, rồi có cả ghế điện. Đấy, màu là màu đồng mọi người nhá. Biển 28 Hòa Bình, giá thì lanh quanh tầm 120 thôi. Đây, em đang có anh khách đang thử Innova này. Đây, đấy, đang thử Innova 209 gia đình đây. Đấy. Con này Innova 209 229 triệu gia đình mọi người nhá. Còn con này thì Vios bản E này 2014,
con này có dịch vụ nhưng mà quan trọng là xe còn đẹp. Tên tư nhân biển Hải Phòng, dàn lốp mới rồi ghế cũng là mới này. Đăng kiểm tháng 11 đấy, và giá là 269 triệu thôi. K3 tự động 2016 mọi người. Đấy. Nó sẽ có hai bản 2.0 và 1.6. 1.6 thì nó là bản thiếu mọi người nhá, lên giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn một chút. 2.0 thì nó có ghế điện, nhưng con này 2.6 thì nó cũng nhiều tính năng. Giống 2.0 này, đèn LED, đèn bi rồi điều hòa auto, gảy số vô lăng. Cảm biến vòng quanh xe mọi người nhá. Đấy, giá thì con này đang bán là 370. Đấy, 370. Vâng, trên đây là một chiếc xe Hyundai Avante tự động 2011 biển Nam Định này. Một mẫu xe phân khúc hạng C, cửa lock, điều hòa auto, nội thất thì ghế da mới thay rồi. Và giá là 275. Con này thì là một mẫu xe phân khúc C thương hiệu Mỹ này. Và cửa tiền nó cũng giống như chiếc xe Avante. Đây là một chiếc xe Cruze của mình nhé. Cruze 2015 tự động 1.8 biển 30A. Và giá cũng vậy, tầm 275 triệu. City được sản xuất năm 2016 tự động mọi người nhé, 1.5. Con này thì em đang bán với cái giá thì loanh quanh tầm khoảng 369 triệu thôi, rút hồ sơ rồi, biển Hà Nội mọi người nhé. Xe đẹp, màu là màu tím này, cái màu tím thủy chung. Còn đây là một chiếc xe Accent được sản xuất năm 2019 mọi người nhé. Một chiếc xe bản thiếu, bản bay, bản đủ thì nó sẽ có đèn LED và đèn bi la lăng đúc, nhưng mà con này đã la lăng sắt. Giá là 328 triệu. Còn đây là Lancetti SE này 2010 biển Hà Nội 162 thôi. Đây nó có mấy con thôi mọi người, 3 con. Vios một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật, nồi đồng cối đá này, bản E bản limo mọi người nhé. 209 với cửa tiền 145 triệu. Xe full đồ chơi rồi, loa đăng đúc, màn hình cam lồi. Rồi cũng như là hệ thống gương cục xe mọi người nhé. Nội thất ghế mới đăng kiểm tháng 5. 145 triệu bao rút hồ sơ. Tiếp tục đây là một chiếc xe hạng sang, đây là Camry mọi người, 209 này, tự động mọi người nhá, số tự động, động cơ của nó là 2.4 điện Hà Nội. Giá bán của con này là 295 triệu đồng này. Cruze 2018, đây là một mẫu xe gia đình không dịch vụ, không taxi, bao zin cho mọi người nhá, máy zin, keo chỉ zin, khung gầm chắc chắn, màn hình theo xe, đăng kiểm 2 năm nữa. Nội thất ghế da xịn sò nguyên bản mọi người. Hiện tại em đang bán là 296 triệu. Samsung SM3 2014 tự động 1.6, cửa lock, phanh tay điện tử, điều hòa auto và có cả xế ghế nữa mọi người ạ. Giá là 258 này. Còn đằng sau thì rất là nhiều dòng xe phân khúc hạng A như là Morning i10. Đấy, thời tiết thì đang là mưa lồm như là cũng khá là bẩn và nhếch nhác mọi người nhé. Đây ở dưới đây thì rất là nhiều đấy mọi người ạ. Em đang có con xe rẻ nhất là 55 triệu này. Con Spark kia thì em nhận cọc rồi, 72 triệu, 209 gia đình. Đây là chiếc xe Matiz 2006, động cơ 0.8, máy nổ coi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát. Giá là 55 triệu đồng thôi mọi người nhá. Đấy, xe được lên đăng đúc rồi, ghế nỉ, đăng kiểm 1 năm. Một cặp i10 mọi người. Đấy, một cặp Hyundai Grand i10, sản xuất năm 2015, đều là 25 cảm ở nhé. Và đều là từng dịch vụ taxi rồi. Giá cũng bằng nhau, 179 triệu. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning số tự động này. Kia Morning nhập khẩu mọi người 2011. Động cơ máy 1.0, nhập là 1.0. Xe được trang bị na đăng đúc, hệ thống túi khí. Giá thì nó sẽ là 145 triệu đồng mọi người nhé, 145. Kia Morning sản xuất năm 2016 này, động cơ máy 1.2, được trang bị 4 máy. Xe lên full đồ chơi rồi, la đăng phay, rồi cũng như là có màn hình, đặc biệt là bộ ghế da nguyên bản theo xe mọi người nhé. 185 triệu em sẽ bao vào tên chính chủ, tên mình luôn. Accent 2014 tự động 1.4, rút hồ sơ rồi, biển khu vực ở phía miền trong mọi người ạ, Sài Gòn miền Tây đấy ạ. 301. Còn có lại thì Kia Morning C này, đấy, biển Hà Nội 28 em bán rồi mọi người nhé, bán rồi. Còn đây là một chiếc xe Morning 2013 bản Pay, xe thì cũng đã từng dịch vụ rồi. Đấy, đặc biệt là màu trắng xịn nguyên bản mọi người nhé, 148.
Đây là một chiếc xe model tự động này, 208. Form này form cũ, số thẳng, điều hòa cơ 145. Gate 2008 mọi người nhá. À 209 ạ. Em đang có hai con, Gate thì 208, con này 209 màu cam. Máy 1.1, bản đủ 130. Có trên đây thì một số những dòng xe 5 chỗ sedan trên đây mọi người ạ. Con này thì Avante này, một chiếc xe Honda Avante tự động mọi người nhá, biển 36 Thanh Hóa. Và giá thì cũng lanh quanh tầm khoảng 207 hoặc 208 thôi, 21 hoặc 212. K3, đấy, một chiếc xe K3 nữa, em nó có hai con này, một là con 216, con này 215. Đấy cũng là bản chấm 6, giá là 360 triệu. Toyota Vios 2017 bản E số sàn 1.5 tên tư nhân biển Hải Dương 309 triệu. Kia Morning 2018 màu trắng xịn tên tư nhân biển 28 Hòa Bình 192 mọi người nhé. Còn đây là i10 2015 form của 2017, động cơ máy 1.0 biển 25 179 triệu. Và cuối cùng là i10 nhưng bản này bản sedan mọi người. Đây sedan hai đầu mọi người nhé. 2018 bản đủ máy 2 đang rút hồ sơ rồi, trước là biển Hà Nội. Và giá thì chỉ lanh quanh tầm 279 thôi. Đấy thì vừa rồi em cũng đã lên sóng cho quý vị khách hàng xem những cái dòng xe, những mẫu xe đang có ở cửa hàng bên em. Mọi người đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số hotline 0397265286 hoặc 0906034285. Mọi người xem như like, đăng ký và chia sẻ giúp em mọi người nhé. Cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể mọi người đã luôn luôn ủng hộ theo dõi kênh mua bán của em trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.